Chào mừng quý vị các bạn đang đến với chương trình 7 ngày vui sống. Thưa quý vị và các bạn, Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh chỉ với tên gọi đó thôi đã khiến cho người ta ấn tượng về một đô thị lớn, hiện đại và náo nhiệt và bậc nhất Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh mang một nét đẹp hiện đại với những tòa nhà cao tầng, những cao ốc sừng sững. Và Mạnh Cường đang thắc mắc là không biết khi nhìn từ trên cao thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ mang một nét đẹp như thế nào. Chính từ ý định đó mà khi có một người bạn từ Hà Nội vào thì Mạnh Cường đã nảy sinh ra sáng kiến là sẽ giới thiệu bằng đó một vẻ đẹp của thành phố Hồ Chí Minh nhưng ở một góc nhìn rất khác, đó là khám phá vẻ đẹp thành phố Hồ Chí Minh từ trên cao. Chào Lâm, đợi Cường lâu không? Không, mình cũng vừa mới đến thôi. Hôm qua thì Lâm nói là dẫn Lâm đi thăm tham quan thành phố đúng không? Và ngày hôm nay thì Cường rất là sẵn lòng để dẫn Lâm đi rồi đó. Ồ, rất là tuyệt ý. Nhưng mà Cường ơi, Lâm thắc mắc là hôm nay chúng ta sẽ đi đâu nhỉ? Mình đi ít thôi nhưng mà mình có thể nhìn thấy thành phố, tất cả vẻ đẹp của thành phố luôn. Với một góc nhìn rất khác, đó là tham quan thành phố từ trên cao. Rất là tuyệt ý, tại vì ngắm thành phố từ trên cao là một việc mà Lâm muốn làm khi đến Sài Gòn. Nhưng mà bây giờ thì có vẻ là còn sớm quá đúng không? Và bây giờ thì mình đi uống cà phê đi. Một đặc điểm cũng rất là nổi bật của thành phố đó. Đồng ý. Đi. Cà phê tại thành phố Hồ Chí Minh đa dạng và phong phú. Thật nhiều hương vị, nhiều không gian, nhiều phong cách và nhiều sự lựa chọn cho những ai muốn thưởng thức cà phê độc đáo. Mỗi người đều có một phong cách thưởng thức cà phê khác nhau. Có người thích không gian quán cà phê rộng rãi, thoáng mát, có người thích yên tĩnh, nhiều người lại thích không khí ồn ào, náo nhiệt, đông người. Và thưởng thức cà phê, ngắm nhìn sự hoạt động của đường phố từ một không gian thoáng đãng trên cao, đưa mắt nhìn ra xa, nghe âm thanh quen thuộc buổi sáng sẽ tăng sự hứng khởi cho một ngày mới. Làm thấy thành phố Hồ Chí Minh buổi sáng như thế nào? Đặc biệt là khi được ngồi uống cà phê trên một chỗ cao như thế này. Ở Hà Nội thì em cũng thường hay đi uống cà phê với bạn bè của mình vào buổi sáng sớm, nhất là những buổi sáng cuối tuần ấy. Nhưng mà bọn Lam thì thường chỉ chọn những quán cà phê vỉa hè thôi, ngồi rất là vui. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mà Lam uống cà phê ở một vị trí cao như thế này nữa, nên cảm giác là cũng có rất nhiều điều khác lạ ấy. Và khi mà ngồi đây nhìn xuống con phố, thấy xe cộ đi lại và thấy mình đang tách mình ra khỏi sự nhộn nhịp, thì Lam thấy thành phố Hồ Chí Minh có một cái gì đấy nó mang một vẻ khác biệt. Có một thành phố Hồ Chí Minh dường như rất là êm đềm và rất là yên tĩnh. Khung cảnh thì đẹp rồi đó. Thế còn con người của thành phố Hồ Chí Minh thì như thế nào? Con người thành phố Hồ Chí Minh thì mặc dù Lam chưa ở đây lâu, mới tầm khoảng tháng thôi, nhưng mà Lam thấy là con người thành phố Hồ Chí Minh rất là thân thiện và cởi mở và rất là sẵn sàng giúp đỡ người khác. Cho nên là khi vào đây thì Lam cảm thấy giống như là mình đang ở nhà, không có cảm giác xa lạ gì cả. Có lẽ là tại vì thành phố Hồ Chí Minh là nơi mà Mạnh Cường đã ở rất là lâu rồi, nên mọi thứ trở nên đã quá là quen thuộc mà mình không nhận ra những cái điều mới lạ như là Lam vừa mới nhận xét. Và bây giờ thì ngồi nói chuyện với Lam thì Mạnh Cường thấy là thành phố Hồ Chí Minh của mình có vẻ đẹp hơn nè, hấp dẫn hơn một chút rồi đó. Còn bây giờ thì Mạnh Cường sẽ dẫn Lam đi khám phá một vài món ăn mới nha, được không? Yeah, đồng ý. Lam cũng cảm thấy hơi đói luôn đó. Cường cũng thấy đói nữa, đi ha. Thành phố Hồ Chí Minh phong phú về ẩm thực. Có thể nói nơi đây tập trung nhiều hương vị ẩm thực khác nhau, từ truyền thống tới những hương vị đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Và món Đức không khó bắt gặp tại các nhà hàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Vậy là chúng ta đã đi được nửa chặng đường rồi. Nửa chặng đường còn lại thì cam đoan với lại Lam là còn rất là hấp dẫn thú vị nữa. Wow, có thật không thế? Vậy là còn cả một chặng đường thú vị ở phía trước nữa đúng không? Và để nạp lại năng lượng thì Cường sẽ mời Lam ăn món Tây Đức đi. Nhưng mà Lam thắc mắc là tại sao Cường lại dẫn Lam đi một món ăn Tây Đức mà không phải là một món khác? Như Lam biết là Tây Đức là vùng phát triển nhất nước Đức. Và bên cạnh đó thì nơi đây còn quy tụ rất là nhiều thương hiệu nổi tiếng. Mạnh Cường còn rất là muốn là Lam sẽ thưởng thức món ăn ở đó, để có cảm giác như là mình đang thưởng thức món ăn ở những nơi phát triển như vậy. Bia Đức nổi tiếng trên toàn thế giới với hương vị đặc biệt, nguồn nước tinh khiết đi kèm với những món ăn đích thực của vùng Tây Đức, vùng Bavaria như súp bò cây, chân giò chiên giòn và xúc xích. Mọi thứ tạo nên một điểm lạ của món Đức ở đây so với các món ăn nước ngoài khác tại thành phố Hồ Chí Minh. Việc đó là nơi mà thực khách
có thể nhâm nhi ly bia tươi quyến rũ và thong thả ngắm dòng xe cộ ngược xuôi, bỏ mặc sự ồn ào nóng bức của buổi trưa. Làm thế món ăn Tây Đức sao? Lam thấy là món sườn rất là ngon này, xúc xích cũng ngon luôn. Nhưng mà đặc biệt là Lam rất là thích món salad phô mai mozzarella này. Vị nó rất là nhẹ nhàng ấy, đặc biệt là con gái thì thường thích ăn những món ăn salad như thế này vì nó rất là tốt cho da và tốt cho sức khỏe. Rất là ngon đúng không? Và như Mạnh Cường đã hứa từ đầu sẽ cho Lam thấy một thành phố Hồ Chí Minh rất là đẹp, rất hoành tráng từ trên cao. Và bây giờ đã là thời điểm chúng ta tiếp tục hành trình rồi. Thưa quý vị các bạn, tại thành phố Hồ Chí Minh có một địa điểm rất mới nhưng cũng rất là nổi tiếng mà bất cứ ai đặt chân tới thành phố này đều mong muốn được tới đó. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị các bạn hãy cùng với Mạnh Cường và Lam cùng đi nhé. Bitexco Financial Tower, tháp tài chính Bitexco, được xem là tòa nhà cao nhất và biểu trưng của thành phố. Tòa nhà Bitexco được lấy cảm hứng từ hình ảnh duyên dáng của bức hoa sen, một biểu tượng của văn hóa Việt Nam. Tòa nhà Bitexco đã trở thành một địa điểm du lịch mới dành cho những ai lần đầu đến thành phố Hồ Chí Minh và du khách nước ngoài. Vì một điều đặc biệt là giúp du khách thỏa mắt nhìn khắp không gian rộng lớn toàn thành phố từ trên cao. Qua cặp kính viễn vọng, chúng ta như đang được đứng trên đỉnh một ngọn núi cao, thỏa sức phóng tầm nhìn đi khắp mọi nơi, ngắm nhìn thành phố với cả trăm tòa nhà cao tầng khác, những con đường ngoằn ngoèo. Tất cả rất đẹp và sống động, làm nên một vẻ đẹp hiện đại đang phát triển của thành phố Hồ Chí Minh. Những điều thú vị khi đứng ngắm thành phố trên tòa nhà Bitexco. Đài quan sát nằm ở tầng 49 của tòa nhà Bitexco. Bạn có thể nhìn bao quát 360 độ toàn cảnh thành phố Hồ Chí Minh và những quận vùng ven. Trên đài quan sát, bạn có thể nhìn thấy những công trình nổi tiếng của thành phố như là chợ Bến Thành, Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà và tận phía xa bên kia sông Sài Gòn. Bạn có thể tự mình ghi lại những kỷ niệm trên tòa nhà vì toàn bộ tường bên trong tòa nhà được lắp kính. Khi ánh đèn đêm bật sáng ở độ cao 178m nhìn xuống, thành phố Hồ Chí Minh trở nên lung linh, huyền ảo hơn bao giờ hết. Khi nãy thành phố Hồ Chí Minh rất là sáng rõ, còn giờ thì thành phố đã lên đèn rồi. Wow, thành phố Hồ Chí Minh khi lên đèn mà nhìn ở trên cao này, cảm thấy rất là đẹp, rất là thơ mộng và lung linh đúng không? Và quả thật là khi mà lên độ cao như thế này thì mình còn cảm thấy rất là phấn khích. Một cảm giác mà mình khó diễn đạt thành lời lắm. Không biết làm như thế nào hả? Mình cũng giống như Cường thôi, mình đang cố gắng tìm một từ ngữ nào để diễn tả hết cảm xúc của mình lúc này. Có thể dùng từ mãn nhãn. Và Cường có thấy là khi đứng đây thì mình cảm thấy là mọi ưu phiền của mình bay biến đâu mất đâu. Cảm thấy rất là thư giãn này. Và như đã hứa là 1/2 chặng đường còn lại sẽ rất là hấp dẫn, rất là thú vị, đúng không? Rồi, chặng đường cuối này thực sự là Cường đã rất là gây ấn tượng với Lam. Và Cường thấy không, nhìn từ trên cao này thì em thấy thành phố Hồ Chí Minh có rất là nhiều tòa nhà cao tầng ấy. Nhưng mà Lam tự hỏi là nếu mà mất điện xảy ra thì như thế nào nhỉ? Không biết chúng ta phải leo lên bao giờ lên đến nơi nữa. Cường nghĩ là khó có điều đó xảy ra lắm. Và quả thật là khi lên đến đây thì mình tốn một ít chi phí nhưng mà hoàn toàn là xứng đáng đúng không? Tại vì ít ra cũng lên đây đi để tận hưởng cái cảm giác thú vị này đúng không nào? Lam cũng hoàn toàn đồng ý với Cường không? Và hy vọng rằng với chuyến đi này thì Lam đã nhìn thấy một thành phố Hồ Chí Minh rất là năng động, rất là phát triển. Một điều nữa là chúng ta đã thực hiện chuyến đi này bằng một cách mới lạ. Đó là không tốn nhiều thời gian, không mất nhiều là mình phải đi nhiều nơi mà vẫn có thể nhìn thấy được mọi địa điểm của thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Chính xác. Phải làm phải cảm ơn Cường rất là nhiều. Và nếu sau này Lam có bạn bè từ Hà Nội vào thì Lam nhất định sẽ tận dụng lại lịch trình ngày hôm nay để có thể giới thiệu cho bạn bè một Sài Gòn ấn tượng như thế nào.
Thưa quý vị các bạn, không cần phải đi nhiều mà chúng ta vẫn cảm nhận được tất cả vẻ đẹp của thành phố Hồ Chí Minh một cách trọn vẹn từ trên cao. Và nếu như ai muốn khám phá thành phố rộng lớn này thì hãy ghi lại lịch trình và bắt đầu chuyến du lịch của mình đi nhé. Còn bây giờ thời lượng chương trình đã hết rồi. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.